Thu Uyên mến chào cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Hôm nay thì Thu Uyên đang có mặt tại Thủ Dầu Một, Bình Dương để thăm lại một hoàn cảnh mà trước đây kênh đã từng chia sẻ rồi. Thu Uyên nghĩ như thế này nha. Bệnh tật là điều không ai mong muốn nhưng cũng không thể tránh khỏi được. Hai hoàn cảnh mà Thu Uyên chia sẻ sắp tới đây đều là hai hoàn cảnh rất là đáng thương khi mà người mẹ của hai anh đều mắc bệnh, nhưng mà vì điều kiện kinh tế không cho phép nên là anh cũng rất là khó khăn khi mà chăm sóc lo tiền bạc cho mẹ. Đầu tiên với trường hợp của anh Thắng mà Thu Uyên sắp tới đây thì vì lo cho mẹ nên số tiền dành dụm để làm đám cưới của anh phải chuyển hết qua để lo cho mẹ chữa bệnh. Và bây giờ thì số tiền này cũng đã không còn nữa rồi. Anh phải đi làm những cái công việc tạm thời để vừa có thể đi làm vừa có thể quay về lo cho cha mẹ. Không may hơn là hoàn cảnh của cô Út bị ca gan thì con trai của cô cũng rất là lo cho cô, nhưng mà hoàn cảnh của anh thì cũng khó khăn nên cái số tiền lo nó không có đủ. Anh đã làm một cái chuyện không nên nên hiện tại có một mình cô Út ở nhà chống chọi lại với bệnh. Thu Uyên cũng rất là xúc động về hai hoàn cảnh này và thật sự rất là khâm phục ở tình cảm của hai anh. Thôi cũng không chần chừ nữa, Thu Uyên cũng sẽ vào thăm cô Hiền và chia sẻ đến cô chú anh chị tình hình mới nhất của cô Hiền. Dạ, xin chào cả gia đình mình ạ. À, nãy mới gặp anh Thắng là trong lúc Thu Uyên đứng đó là mới gặp anh Thắng đi về xong. Ủa, hôm nay Thu Uyên thấy có cái xe, cái này là mới đúng không anh? Cái ghế này trước là ghế của người tai biến, là ba em bị tai biến á. À, sao bà không có sử dụng nữa, em chế là thành xe lăn cho đẩy cho mẹ em đi khám bệnh được. Cô Hiền thấy trong người sức khỏe ra sao rồi? Đợt này ăn uống có Mày thuận không? cũng đang ráng ráng, mình cũng đang xuống sức ấy, là mình cũng đang ráng mình ăn ba bữa nay, là coi như mình ráng mình cũng ăn cho nó khỏe lên đấy để sắp tới còn cả chị nữa. Hôm bữa giờ là sau hôm con tới con thăm cô á thì cô đã quay lại bệnh viện khám chưa hay là đến giờ chưa luôn? Thấy mình được rồi, cắt kỹ rồi Cắt rồi hả cô? à, cắt Ừ. Để con xem thử nè. rồi. Trời ơi, người ta có nói cô là bao nhiêu mũi không? Không, này chắc cũng hai mấy á. Tới Không, đây bao luôn à? tới đâu cô? Tới đây. Không, bao mấy chứ không phải hai mấy đâu. Hai Được. mấy á, hai mấy. Nó Không. phải. Bây giờ cái vết thương cô khi mà cô đi lại như vậy á thì có đau không? Như kiểu mình làm mạnh á Dạ. thì mình nghe nó đau. Nhưng mà sao mình không nghỉ ngơi thêm đi mà Thấy tôi mình làm biết thì cũng chán. Thôi mình muốn định dậy, đứng dậy mình di chuyển cho nó thoải mái, không mình nằm biết sợ nó lỡ ra. Dạ. Mình ráng mình đi tới đi vui, mình đi được mình ráng mình đi, mình nết trong nhà thôi. Mình Dạ. ấy thì mình muốn lên xe đó mình ngồi À cái xe anh làm đó. đó. Ừ. Vì Thu Uyên khi mà nghe cô nói là cô đi như vậy á thì Thu Uyên cũng đang quan sát ở xung quanh là có cái cây nạng nào hay là có cái gì để cho cô chống cô Có á. cái nạn kìa, nhưng mà té đồng đậu á, té hai lần rồi đó. Té hai lần rồi đó, mình coi Dạ. như thấy nguy hiểm quá thôi. Còn thấy cái xe của ba nó vẫn còn á, Dạ. nên chế cho hai cái Dạ. bánh. Thế mình ngồi lên cái đầu tại kia. Không phải này, bác sĩ người ta cắt chỉ xong cho cô có nói là bao lâu quay lại rồi điều trị sắp tới như thế nào không? Bác sĩ đó là ấy xong rồi, giờ nó thấy mình ấy rồi, giờ nó chuyển sang mình sang khoa khác. Sang khoa nào cô? Khoa gì đó. Nội huyết học. Nội huyết học. Anh biết gì về khoa này không ạ? Bây giờ là bác sĩ xác định rồi. Dạ bác sĩ bây giờ xác định là bây giờ là bị ung thư hạch. Dạ không? Bác sĩ vẫn chưa kết luận hết mà. Tại còn chụp CT đồ 31 tay mới hội chuẩn hết. Dạ, rồi lúc đó là lại hội chuẩn luôn. Tuần thứ năm tuần sau là 27 thì phải là quay lại chụp CT xong bác sĩ cho về nghỉ ngơi rồi 31 tay quay ra lại ấy. Sao mà phải làm cách nhau vậy ta, không có làm sát À, sát không được bây giờ bệnh nhân nó đông đông quá. Còn bây giờ nếu mình muốn làm liền á là mình phải đi theo dịch vụ là chịu chi phí là 100%. Còn mình đi theo bảo hiểm là mình chỉ chịu có 20% thôi. Hưởng được có 80%. Dạ không, bắt buộc phải hóa trị luôn. Vậy chưa thì để tới 31 tay mới hội chuẩn là bây giờ mình đang ở giai đoạn mấy điều trị sao.
Dạ chú cho con biết là mình tên gì và năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chú Phạm Nhật Chiến năm nay 63 tuổi rồi. Chú bị đột quỵ. Tự bị không biết, đang đi làm bảo vệ cái sụi vậy đó. 2018 rồi này. Giờ lắc rồi. Lúc trước rồi nằm liệt luôn nhờ phục hồi chức năng. Giờ mới lết được nữa. Nhờ đi chợ nấu nướng việc nhà là bà lo cho mình. Giờ chú cũng gắng lết lo cho bà. Chứ giờ bà không có tịch đâu đi được. Giờ chú gì nhịn chú đi. Chú cái nạn đằng sau khi con... Có cái nạn hình trống trống. Chú chăm sóc. Cái gì nhẹ nhẹ chú làm được, còn nặng là chú không làm được. Đổ tiểu rồi cho bà, ít ít rồi đổ được. Còn nấu cơm, nó nấu đồ ăn, để ghế thằng ha. Cái lái gì ăn thôi. Nó nấu cơm, đồ ăn, đồ đó, nó để chẳng. Chứ nhà dưới đồ bơi lên không được. Nước rồi nó tạt, đổ cũng rồi. Giờ chú phải chịu chứ giờ sao giờ? Giờ còn của mình nó. Hồi trước cứu chú, tại biến thì cứu chú đi nhà thương riết rồi. Bà nuôi giờ bệnh mình nó nuôi hai người. Có mấy đứa con gái đi lấy chồng, ở bên chồng không. Con của vợ trước cũng mất rồi. Mất rồi mới lấy bà này. Nó làm công nhân về gia, tháng 6 triệu nó gộp đủ nuôi con. Giờ chứ làm sao, giờ phải chịu làm con lo chứ giờ chú cũng đâu biết làm sao. Con giờ lái hết chứ chú, giờ chú giờ chú không biết. Nhiều khi đó, cái chú cũng quên luôn. Đang làm cái quên. Chú bị tay biến, bị thần kinh nữa. Rồi tiểu đường, tim mạch đủ thứ. Chú phải uống thuốc hàng tháng. Bữa giờ thì bạn gái mình có ghé thăm không anh? Hay là có phụ cho anh chăm không ạ? Có bạn gái em làm trên siêu thị á. Khi nào có ca gãy thì nó về đây nó ở nghỉ ngơi ở phụ em. Phụ em ấy dọn dẹp việc nhà rồi. Lúc nào nó rảnh là cứ qua đây suốt à. Mà hôm bữa em biết em có việc em đã hỏi cái tuổi của chị là năm nay nhiêu người ta? Dạ tuổi của bạn gái em là hơn em tuổi. Hơn em một tuổi à? Dạ. Còn chắc em nghĩ là chăm sóc cô là phụ nữ chăm nó cũng sẽ tiện hơn rất là nhiều. Dạ. Hôm chị có nói gì về dự định hay đám cưới sắp tới không ạ? Anh chị? Dạ có hai kỹ đó. Bây giờ thì dướng chuyện gia đình giờ vậy nên cũng kiểu tạm hoãn thì cứ chấp nhận vậy thôi. Bên phía chị đó, thì có biết về mẹ cô không và thái độ của gia đình bên đấy là sao? Dạ có biết nhưng mà giờ là cũng sự lựa chọn của bên bạn gái em rồi nên gia đình cũng không có nói gì hết. Thật sự là có Thu đã gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh, có những hoàn cảnh đó là khi mà người bạn nam của mình gặp khó khăn người ta sẽ tìm cái bến đỗ khác. Gần đây Thu có chia sẻ cũng một cái hoàn cảnh là một cái anh bạn bị tai nạn nằm một chỗ luôn anh, thì bạn gái sắp ngày cưới một tháng thôi, sau một tháng nữa tới ngày cưới, nhưng mà người bạn trai này bị tai nạn và nằm một chỗ luôn. Nói chung là rất là khó để hồi phục lại được như bình thường, nhưng mà cái chị đó vẫn ở bên cạnh chăm sóc. Hôm nay thì đã biết thêm anh Thắng và cũng đáng lẽ là cũng cưới thôi, nhưng mà một cái tai nạn, một cái sự cố hôm nay phải đến thì phải hoãn lại. Anh có tiếc nuối gì không ạ? Dạ không, thì mình cứ bình thường tiếp nhận nó thôi chứ giờ cũng đâu có ấy gì đâu. Anh Thắng chăm cho mẹ mình là bao lâu rồi? Em chăm cho mẹ em là từ hôm tháng 5 tới bây giờ, cũng hơn 2 tháng rồi. Là lúc đó là em biết tới tình trạng của mẹ em nó bắt đầu nó xấu đi á. Là em điện qua bên công ty em viết đơn xin nghỉ việc luôn. Từ cái lúc mà mình biết bệnh của mẹ ban đầu, từ những ngày đầu chăm sóc đến thời điểm hiện tại đã qua 2 tháng rồi đó, thì anh có thấy tâm thế của mình thay đổi gì nhiều không? Thay giờ mình chỉ cố gắng biết lo xe ấy sức khỏe cho mẹ em nó tốt, nó khỏe hơn để đợt tiếp theo của em hóa trị á. Dạ. Và nó xúc cân dữ. Đúng. Anh có tìm hiểu rồi. Dạ. Nó dập ra. Nhưng Thu Nguyên cũng biết hơn anh một xíu, em nghĩ là vậy. Cái bệnh mà liên quan đến hóa trị, xạ trị đó,
điều trị sắp tới sẽ rất là lâu dài, và khi mà bệnh như vậy thì sẽ cần có một người bên cạnh chăm sóc. Và những cái lần sau này này em nghĩ là nó sẽ mệt hơn cho anh rất là nhiều á, thì chắc mình cũng có tìm hiểu rồi và chuẩn bị tinh thần trước rồi á. Dạ vâng. Bệnh của cô thì có điều gì mà anh còn tiếc nuối khi mà chữa bệnh từ đầu đến giờ mà muốn chia sẻ cho mọi người khi mà mắc cái chứng bệnh tương tự không ạ? Thì em chỉ tiếc nuối là hầu em cũng vừa đi học đi làm suốt à. Ngày sáng em đi, tối khuya em mới về. Em cũng không biết mẹ em bị vậy, mẹ em cũng không nói, em cũng không biết. Giờ nó thành tới sự vậy rồi. Giờ cũng biết chị ấy chữa chị thôi chứ. Thật sự thì cũng khi mà tụi em đăng những cái clip ở lần trước lên á, anh có theo dõi? Dạ có. Thì thật sự có những cái mạnh Thùng Vân và các khán giả đã liên hệ với kênh và họ tỏ ấy là thật sự là cũng rất là khâm phục cái tình cảm của anh với mẹ. Thật sự là những người con như vậy á, bây giờ nó hiếm thì không phải là hiếm, nhưng mà cũng có những người họ sẽ không có được như anh Thắng hiện tại. Nên là cũng chúc cho cô và các bé là sẽ mau có thể là hồi phục lại và có luôn có anh ở bên cạnh động viên chăm sóc. Nhưng hôm nay Thu Nguyên đến thăm á, thì ngoài việc thăm cô thì cũng có một cái tin vui là sau hôm trước Thu Nguyên chia sẻ hoàn cảnh của gia đình mình á, thì cũng có những cái mạnh thường quân tiếp tục liên hệ để hỗ trợ anh. Cũng biết là cái thời gian tới điều trị hóa trị sẽ cho tới rất là nhiều, nhưng mong cái khoản tiền này sẽ đỡ đần cho gia đình mình một cái phần nào đấy. Đây thì Thu Nguyên có mang cái khoản tiền để gửi cho cô Hiền Thủ Dầu Một ạ. Thứ nhất là có cô Tươi và cô Kim ở Úc gửi cho cô Hiền là 2 triệu. Thứ hai là có chị Trang Nguyệt ở Maryland, Mỹ gửi cho cô 1 triệu. Thứ ba là có chị Nguyễn Thủy gửi cho cô 200. Và thứ tư là có một chị ở Thụy Sĩ gửi cho cô là 2 triệu. Và tổng số tiền Thu Nguyên cộng lại là 5.200.000. Thì cô thì con tạm gửi cho anh Thắng với cô nha. Dạ. Em gửi anh 1 triệu ạ. Dạ. 2 triệu. Dạ. 3 triệu. Dạ vâng. 4 triệu. Dạ. 5 triệu và 200.000. Em gửi gia đình mình. Dạ vâng. Em có lời nào đến gửi em... các bạn thường quân giúp đỡ gia đình mình không? Dạ em cảm ơn các mạnh thường quân đã chiếu cố và giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Em sẽ cố gắng dùng cái số tiền này để em lo cho gia đình của em và căn bệnh của mẹ em sắp tới trong lúc hóa trị chữa bệnh cho mẹ em. Dạ. Dạ em cũng xin cảm ơn. Thu Nguyên đến đây là lần thứ 3 rồi anh nhỉ? Dạ. Mọi lần thì khi mà Thu Nguyên cho tiền bữa giờ thì có cái khoản nào mà mình xài nhiều nhất rồi? Dạ chỉ có tiền đóng ứng, tiền ứng cho bệnh viện thôi. Mới đóng tiền ứng để chọc hút tủy với siêu ti với nội soi đó, là nó kêu mình chứ ứng trước là 5 triệu. Ta ứng trước. Dạ. Cái khoản này thì chắc cũng đỡ được phần nào đó thôi. Còn lại gia đình mình, em nghĩ là cũng mình cố gắng lên hơn. Dạ. Không giúp được anh quá nhiều. Đây là cái thuốc thang của cô bên hông này ạ. Ừ. Dạ. Thuốc ạ. Cô hôm giờ ở nhà rồi, tôi nghĩ chắc là cô Hiền ở nhà chắc cũng có ở nhà mình có làm gì thêm cô, giải trí thêm cô? Dạ, thì làm vòng vòng trong nhà thôi. Giờ như nó đi ra ngoài nó làm thì mình ở nhà mình cố gắng mình ngồi dậy mình làm gì một chút. Chị em qua thăm, còn mấy người kia mình cho biết mình không biết luôn à, mình không cho biết rồi mất công rồi. Kêu mình ở nay con Hiền nay nó như vậy rồi, qua thấy cũng kỳ, buồn lắm, buồn lắm. Để thôi giờ số phận mình như vậy thôi, giờ mình chịu. Thì bác sĩ có nói mình là chuẩn bị tháo khớp, là bác sĩ đó là nói mình chưa nói rồi. Thì thôi giờ bác sĩ nói vậy thì thôi, bây giờ là chút nữa mà ấy á, thì bác sĩ không ấy là cho tôi ngủ đi. Nên bác sĩ nói ủa sao này nói vậy, nghĩa nói thôi cho tôi ngủ đi để cho tôi đừng có thấy, chứ bây giờ chứ mắt tôi nhìn thấy rồi tôi nhìn đó tôi chịu không nổi. Nói à cô nói vậy nè, cô muốn ngủ à, nói thôi vậy cô ngủ đi, chút nữa con cho cô ngủ. Còn ở trong đó thì mình không trái, mà về khoa mình thấy có người giống y mình, là mình tỉnh dậy, là mình quơ
mà đang còn đang thuốc mê á, là mình quơ, mà tay chân mình quơ, là mình quơ cái mình nghe nó đau ở đây nè, mà rồi đó mình nói, mình nghĩ là nó mất rồi đó, nghe nó đau, mà cái chân này là đá, cái chân này là đá không được, đá đâu có tới nó đâu, là nó xong rồi, bác sĩ ấy ra rồi. Thật sự rất là khó luôn, nên là có hỏi sâu hơn thì cô thì à, thôi thì à, các cái clip này tôi cũng xin tạm dừng ở đây và bây giờ sẽ mời cô chú anh chị tiếp tế hoàn cảnh các bạn tôi sắp chia sẻ với đây. Và tiếp theo thì Thu Uyên mời cô chú anh chị cùng con đến với hoàn cảnh thứ hai là hoàn cảnh của cô Út bị ca gan. Lần trước khi mà Thu Uyên gặp cô thì bụng của cô đã rất là lớn rồi. Lúc đấy thì Thu Uyên và cô còn có đùa với nhau á. Mình có ví là giống một giống cóc chẳng hạn đó, là bởi vì á nguyên cái phần bụng của cô là nó đã rất là lớn và tròn. Mình không biết là bệnh gan thì khi mà bụng lớn như vậy thì chữa như thế nào và nó có hết được hay không. Thì nếu mà cô chú anh chị ai biết được những cái thông tin về bệnh gan hoặc là có một cái mẹo chữa bệnh nào đó là giúp giảm đau hoặc là giảm bệnh thì có thể là bình luận ở phần dưới comment để Thu Uyên và cô được biết rõ hơn nha. Thôi thì cũng không chần chừ nữa, con sẽ vào nhà và gặp cô Út ngay bây giờ luôn. Ở bên cạnh Thu Uyên là cô Út và chồng cô. Hôm nay rất may mắn là Thu Uyên đến vào ngày cuối tuần nên là chúng ở nhà. Ủa, cô mới đâu về sao thấy mặt áo khoác đây cô? À, cô mà lạnh vân bận rỡ vậy. Lạnh đó. Mấy nay cô thấy trong người cảm thấy ra sao rồi? Thì nó cũng đỡ đỡ, nó bớt đau rồi. Bình thường á là cô nhớ là lần trước là mình hay nằm bỏng thôi. Ừ. Mình có thể là nằm cái ở chỗ khác hay là thoải mái dễ chịu hơn hay là phải ở trên này mới được? Phải nằm giọng, nằm mà thử ở dưới không được. Nó thẳng là cái nó đau, nó căng bụng nó đau. Nó giãn giống như mình thẳng quá cái nó đau ở chỗ này. Từ bữa đến giờ con tới đây nè thì cái phần bụng mình á, nó có cô có dùng thêm thuốc mà nó có thấy đỡ gì không? Thì thấy nó đỡ đỡ đó, nó đau trong khó chịu lắm, nó đau đủ thứ đó. Đủ thứ chỗ đau đó, giống như trời mưa vậy nè, trời chỉ mưa là cô bị đau à. Cái chân tay mình nè, nó rút vào bụng á thì cái chân tay có bị nhức gì không con? Không không, chân tay thì chân thì không có bị nhức, tay không bị nhức, chỉ có trời ở khoảng giữa mình thôi, nó bụng rồi đó. Rồi ăn uống cái bệnh này có phải kiêng nhiều không con nhỉ? Kiêng dữ lắm, cử cái gì mà mình đừng ăn trúng á, kiểu như cái gì mà ăn trúng đừng ăn. Ăn trúng là ăn sao? Là giống như cái đó nó trúng á, mình ăn nó bị trúng trong người mình bị bệnh á, đừng ăn. Wow, sao là không có ăn? Không có dám ăn nữa, còn dám ăn luôn. Bình thường ở nhà mình là đi nấu ăn, đi mua đồ về sinh hoạt hay những cái đồ cần thiết yếu phải ra ngoài á, là ai sẽ là người đi cô? Thì cô chỉ gần gần người cô đi gì đó, còn mấy mượn mượn chứ thảo điểm nổi đi mượn người đi. Đó, bình thường chú làm giờ nào ta? Chú làm tới tối về. Mới về luôn. Từ coi như cái 16 giờ là đi tới 6 giờ mấy mới về tới đây. Coi như cho anh chỗ làm 5 giờ rưỡi nghỉ. Là về đây cũng 6 giờ 10, 6 giờ 15 khi kẹt xe 6 giờ rưỡi. Chứ làm sao lắm, làm cái tên tôi 4 xã luôn. Chú làm công việc gì à? Ủa bán sơn người ta. À, nãy giờ Thu Nguyên cũng quên hỏi mất là chú tên gì mà năm nay chú nhiêu tuổi à? Nguyễn Hữu Tuấn, năm nay 53 tuổi. Chú Tuấn năm nay 53 tuổi và Thu Nguyên thấy là chú cũng khá là trẻ so với tuổi của mình nè. À, chú Tuấn là bữa giờ đi làm rồi lo cho cô nè. Chú làm công việc này được bao lâu rồi? 10 năm rồi. Chú làm 10 năm rồi á, thì hồi mà cô phát bệnh đấy á, thì chú có ở bên cạnh cô từ cái hồi mà bệnh đến giờ không? Hay là ở bên ai phụ nữa? Đó giờ luôn, nhớ đâu đi đâu đâu. Khi mà cô mình biết cô phát bệnh á, thì mình từ ngay ban đầu chú có thấy cái biểu hiện lạ của cô không? Hay là sau này nó nặng lên rồi thì hai vợ chồng mới biết? Thì lúc đầu thì thấy cũng bình thường, sao thấy đau vô bệnh viện khám thì nó bắt mình mổ. Giờ bị ác tính, vợ nó chịu mổ. Mổ rồi nào bác sĩ nói là 50-50. Thôi khỏi mổ rồi để về uống thuốc nam. Uống năm thời gian cái người ta chỉ thôi có gì ông bố ra mổ bố hay lắm. Do đó thì bác sĩ nói là thôi giờ ra ngoài y dược chị hết gan đi, về về ông bố chị bú cho. Yeah. Mà ra y dược tiền đâu rồi vô nằm. Nằm biết chừng nào mới hết. Thôi về đi mà lấy thuốc ra, mua thuốc nam uống luôn, cái giờ luôn. Nhưng mà khi mà
chú dẫn cô đến những cái bệnh viện này nè, là bụng của cô nó đã lớn chưa hay nhỏ, là còn lớn rồi còn nhỏ. Cách đây bao lâu rồi chú? Là cũng 3 năm rồi. Cái nguyên nhân là lớn nhất mà cho đến thời điểm hiện tại mà gia đình mình quyết định không điều trị là gì? Là coi như là không phải không điều trị, vô bệnh viện là coi như là lúc đầu tôi mình mổ, mình không chịu mổ. Tại sao lại lúc đấy lại không chịu được? Mình 50-50 là ác tính nữa, bú mổ là coi như chết, không sống nổi. Mà vợ nó thôi để uống nó nằm, người ta uống nó nằm, nó tiêu nó tan. Mà uống rồi, uống nó uống cầm thôi chứ nó không có mất, nó là vậy. Mọi lần mà uống thuốc nam là chú có tìm hiểu không hay là mình cô tìm hiểu rồi uống thôi? Đâu, mình nói như người ta chỉ ở đâu cũng đi á. Đúng rồi, lúc trước là đi lấy là thang 105 ngàn. Dạ, uống bao lâu? Uống lâu lắm mà, uống 1-2 năm á. Rồi thấy cô không ổn, đổi chỗ khác. Mà nhiều chỗ cho thuốc nhiều, nhiều chỗ cho thuốc ít. Nhiều chỗ cho thuốc nấu cá nồi á. Còn nhiều chỗ mua nó có siêu là đủ rồi. Là uống hết cũng vậy. Rồi nó mới hỏi ổng cho thuốc uống chừng nào mới hết được. Ổng nói mấy ông thuốc nam á, ông nói cả 15 năm. Giờ 15 năm thì chưa 15 chắc. Năm mới hết bệnh. 15 năm rồi tôi nghĩ tôi sống nổi được 15 năm. Mà có người cũng hết nhưng mà 10 người, 100 người với được người hay người sống rồi. Mà bệnh này người ta nói là ăn cơm trắng không, không ăn cái gì mới được, nó mới trị được. Còn ăn đồ ăn vô là mình nuôi mấy cái dư trùng ở chỗ nó, ăn cái bào, nuôi cái bào ngàn bự lên. Nhưng mà chú có tin điều đấy không? Nó thấy nó cũng hay. Mà ai ăn cơm trắng, cơm trắng hoài nổi. Cô biết là cô đã dùng thuốc nam khá là lâu rồi á. Lâu lắm trong, luôn. Trong cái quá trình mà cô dùng thuốc nam này thì, biết bao nhiêu tiền coi như đổ vô hết luôn. Yeah. Cũng nhưng mà có thấy phương thuốc nào nó có tác dụng không chú? Thấy không, chỗ nào cũng như chỗ nấy à, người nói chỗ này hay, người nói chỗ kia hay, cũng đi lấy uống thử hết rồi cũng vậy à. Câu hỏi thật nhất, mình có ý định nào mình sẽ quay lại bệnh viện kiểm tra rồi khám lại để cho chắc chắn không? Giờ mà vô bệnh viện là nó đủ ra luôn, nó không cho mình khám đâu. Sao chú biết là người ta đuổi ra mà không có khả năng? Nó nói là cái này đâu còn mẫu gì nữa đâu. Này thì nó kêu mình về ăn đi. Về ăn đi sống đâu hay cái đó chứ trị cái gì nữa. Là có thể bệnh viện bố nó vậy. Mới là nói với cô như vậy luôn. Vì bụng cô này bự quá rồi, không có còn trị nữa. Chỉ uống thuốc và hên xui thôi. Bây giờ là bụng cô to như vậy rồi, con không biết là sau này nó có thể tiến triển mà to hơn hoặc là xẹp xuống hay là sao thì tôi nguyên chưa rõ. Chú có thấy cái người nào bụng lớn như cô chưa? Người ta sẽ bị gì tiếp theo nữa, chú có tìm hiểu không? Bự cái này là chết hết rồi. Dạng mấy người đó là nó mổ hết rồi. Mổ gì dạng di căn á. Dạ. Rồi được 2-3 tháng là chết hết rồi, đâu còn. Mà ai cũng nói vợ mình sống ghê rồi. Tự nhiên mình không đụng tới dao kéo rồi đó, đâm ra uống thuốc nó cầm chừng được. Tại uống thuốc cầm nó ra sống tới đâu hay tới đó chứ giờ. Giờ có vô bệnh viện, tiền ăn mình không có, tiền đâu vô bệnh viện. Vô bệnh viện nó cũng trả dài như vậy à. Dạ. Tôi cho con hỏi một xí về cái ban đầu mà cô bị bệnh á. Mình biết vợ bị bệnh, rồi lúc đó chú thấy tâm trạng cô như thế nào? Có buồn hay sao? Suy sụp chút xíu thôi. Coi như cũng buồn, cũng suy sụp dạng giờ là biết mình bệnh vậy rồi, coi như là hết cách trị rồi. Mổ thì sợ chết, mà không mổ thì đi uống thuốc, cứ tuần nào cũng chở đi thôi, chở đi lấy thuốc về uống hết tuần đi tiếp vậy. Rồi à, còn lúc thời đó cũng còn đi bán, cũng đi bán cũng rồi đau quá rồi nghỉ luôn. Hai vợ chồng mình ở với nhau là bao lâu rồi chú ạ? Ở từ năm 93 tới giờ. Lấy năm 93. Mấy chục năm rồi. Và khi mà cô bị bệnh này, đây chắc là cái căn bệnh là nặng nhất của cô rồi đúng không? Đúng rồi. Chú thấy cô là người như thế nào khi mà chống chọi lại với bệnh đó? Giỏi, rất là giỏi luôn. Nhưng người ta là chịu không nổi đâu. Đau, quằn quại cũng chịu thôi chứ con.
Giờ chú đi làm, giờ có điện thoại rồi đau quá chịu không nổi, giờ anh về nhà không biết làm gì, giờ cũng nhìn nhau thôi, rồi ráng có nào mà hay gấp lắm rồi mới chạy về thôi. Có lần nào mà cô gọi về mà cô bảo tình trạng bệnh nó nặng mà chú lo lắng chú chạy phải chạy về gấp không ạ? Nó có một lần thôi là sáng 7-8 giờ đi uống cà phê, buồn ra quán cà phê ngồi chơi vậy. Rồi xíu rồi té luôn. Cô té ạ À, rồi điện nhổ cà phê, điện lấy điện thoại điện bỏ làm chạy về chở gì nhà luôn, cô không không biết là ai chở, lý do gì bị gì thôi mà ngồi em té đó, mà hên là không chết đó. Vì u đầu mẻ trán tá lả. nhỉ. Những công việc hàng ngày thì chú có phụ giúp cô để chăm hoặc là chăm sóc cho cô khi mà Về công có chuyện bất tiện nhà nó công không à, đi dịnh đi được, còn mà chuyện nhà chú làm về chú dọn dẹp hết cái công việc gì à, là cô làm và những việc nào chú làm? làm hết á. Chú làm hết. À, hình như là ăn mì gói rồi nhiều, với mì ép la rồi nhiều Cô hay chú hả? à, Chú chú á, về có đồ ăn đâu, đi chợ giờ không ai đi mà lâu lâu mới nhờ người ta được, mà về nấu thấy tội quá thôi, nấu mà đứng chút xíu thôi để về có dạng đó. không không hiểu tại sao nha, ở gia đình mình á, khi mà con đến thăm rất là nhiều gia đình rồi cũng là trường hợp bị bệnh, nhưng mà ở mỗi gia đình thì sẽ có một cái không khí gì đó mình cảm thấy nó hơi hơi buồn, hơi trầm lại một tí. Nhưng mà đối với gia đình mình á, mặc dù cô bị bệnh, cái này không phải Thu Uyên không nghĩ là do Thu Uyên là vui vẻ hay gì đâu, nhưng mà ở gia đình mình con cảm thấy cái giống như là một cái sự thoải mái á, thoải mái giống như mình à giờ tôi bị bệnh rồi nhưng mà tôi sẽ không có phải là bi quan rồi kiểu Đang buồn, hỏi cô vậy. kiểu buồn để mình chữa bệnh hay là sao đấy, mà cứ lạc quan mà sống. Thật sự là con rất là khâm phục cái tinh thần này ở cô luôn. Và như ban đầu con nghĩ là nếu cô ấy bệnh rồi không biết cái tinh thần cô ấy có lạc quan hay sao hay không, nhưng mà ngay từ lần đầu tiên Thu Uyên qua là Thu Uyên đã cảm nhận được cái không khí này rồi. Khi mà nghe chú kể về cái hành trình chữa bệnh này, rồi không có thuốc thang để không có được mổ hoặc điều trị, nhưng mà uống thuốc bữa giờ và cái tinh thần của cô rất là tốt để cô sống đến hiện tại này cũng là một cái kỳ tích rồi á. Thực sự tôi rất là khâm phục. Chắc cũng không phải là có mình con cảm thấy vậy đâu cô nhờ. Nhiều người lúc gần Ai mình cũng lại nói đây là thấy nói cô vậy. bà chủ cho làm, ông nói thôi vợ mày sống dai quá, người ta có mấy tháng người ta đi rồi. Càng buồn thì càng chết sớm. Thì giờ mình muốn sống thì mình phải vui lên, hay là hoặc mình đừng suy nghĩ gì nhiều hết thì mình mới sống được với chồng với con được chứ. Còn nếu mà mình không nghĩ tới chồng con thì mình chết thì mình buồn quá, mình chết sớm vậy thôi. Bởi nhiều khi cô rất là đau nhưng mà vẫn ráng để đi tới đi lui, không có nằm hoài được. Phễ là cô ngồi vậy cô đi à, chứ không có nằm như người ta. Nhiều khi đi chú còn la nữa đó, chứ nói thôi em đừng có đi nữa, để đi đừng làm gì hết á, Thôi cho đâu đâu cho đụng tới cho làm gì đâu, mà tại vì cô phải làm, cô phải làm để cô phải làm để chi, để mình chống lại cái bệnh của mình đó, để chi, để cho mình khỏe chứ gì trơn. Sáng cô dậy bữa nào mà mệt không dậy nổi thì cô đành chịu, cô mà khỏe vậy là cô sáng cô ra cô tập thể dục. Bởi vì nhiều người nói cô, nói công nhận nó bệnh, mà nó công nhận bên kế bên đây nè giờ cũng nói cô hoài gì, trời ơi bà bệnh mà bà đi đâu đi hoài vậy, nói chứ giờ không đi gì đồ ăn ăn bò đi kiếm tôi khỏe tôi đi. mấy phòng kế bên đó, vô mà đi ngang qua đi qua đi lại mà không thấy cái giọng nhúc nhích á, À, chạy cũng vô mình sợ tức cũng lắm. vô nhìn cô Là là trong cái giọng xóm, trong xóm đi ngang qua nha, nhìn vô mà không thấy cái giọng cái này nhúc giọng nhúc nhích đó là vô ngó cô rồi cười con có bị dồn hay là sao rồi. Bởi vì mình phải chống lại, tuy rằng đau đớn thiệt, hỏi chú có nhiều khi điện về điện lên nói chú ơi, anh ơi, em đau quá chịu không nổi, nhưng mà cũng phải ráng chịu. cái gì hỏi gì nhà mình phải Giờ làm để chú vợ về thì với cô thì mất việc làm, người ta nhăn người ta nói nữa nên đâm ra thôi mình tự chịu đi, từ chỗ đó mà cô dương lên ạ. cho con hỏi một xí này về cũng chưa hỏi kỹ về người con trai của cô là con cô năm nay nhiêu ta? Nè, này 29 hả? Nó nó tuổi sinh Tý. chín ở 94
30 rồi. Lần trước con gặp cô thì con cũng có hỏi về anh thì cũng vì là tiền bạc rồi lo cho mẹ thành ra là cũng có làm những cái điều không nên á, thì chú có biết là không biết luôn, không giữa biết. Hai mẹ con nói nhau thôi, tìm hỏi đi làm về cái rồi ăn cơm tắm rửa ăn cơm hôm 7 giờ tối rồi nằm chơi điện thoại xíu ngủ, ngày nào như ngày nấy. Con mình đi, nó đi tính 10 giờ nó mới về, về mà mình đã ngủ mẹ rồi, rồi sáng mà năm mấy mình đi làm rồi cứ vậy vậy rồi trôi qua rồi nó... Nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày á, chú thấy anh là một người con như thế nào? Rất là hiền, không giờ la nó cũng không nói, mà hỏi tới nó giờ con đâu có làm mấy chuyện đó đâu, rồi chỉ có vậy. Đâu. Vậy cô cũng vậy giấu chú đâu dám nói đâu. Mình đã nói hoài mà rảnh ở nhà là nói nó đừng bao giờ đụng tới pháp luật. Rồi đó coi như là bà ai cũng thương nó, nhìn nó rất là dễ thương. Mà có cái lớn từ là lấy vợ xong rồi ly dị, ly vợ nó lâm ra buồn, nó đi riết, nó đi sáng đêm. Vì vợ nó bỏ nó mà nó vậy luôn. Chứ vợ chồng nó mà hạnh phúc là nó đâu có đi tù. Chú con hỏi xíu cái công việc đi làm của chú á, thì một tháng được nghỉ nhiêu ngày và lương như thế nào? Nghỉ thì 4 ngày, ngày chủ nhật đó. Coi như nó trừ mình ra hết là còn 7 triệu. 7 triệu? Ừ. Những cái khoản tiền trong gia đình mình á, là khoản nào tốn nhiều tiền nhất? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, còn tiền thuốc thì tốn 2 triệu đó là... Ừ, với cái thu nhập đấy thì có khi nào nó thiếu đủ gì không chú? Thiếu chứ. Làm nay là 10 năm mà 5 năm nay rồi hình như là tới tháng là không âm không chứ không còn đồng nào để lãnh. Cứ xây liên tục hết tiền này tới tiền kia. Coi như là tới tháng là toàn là âm 1.500.000, âm nhiều người ta đâu có cho đâu. Có hay trong gia đình họ hàng phụ giúp cho chú để lo cho cô? Bên gia đình thì ai cũng khổ. Còn bên vợ thì mình ấy sống. Trước đây cô bị bệnh là khi mà anh chưa có đi á, thì có phụ cho cô, phụ chú không ạ? Có, chú có lúc trước nó không đi làm xong rồi từ hồi mà cũng ở chung. Rồi chia tay với vợ nó, rồi nó đi riết, rồi coi như hết phụ luôn. Mình, anh ở trong kia chú có phải bỏ thêm tiền ra để vào đó thăm rồi hay là... Có tiền kia thì cho 500, còn đồ ăn thì mua con gà quá mấy dục quay gì á, rồi vô rồi gửi cho nó. Còn có dư tiền thì cho 500, dư nữa cho 700, 800 vậy á. Thường thường bao lâu mình sẽ vào thăm anh một lần chú? Nửa tháng, khi nửa tháng mình có ca khô này mình chiên đem lên. Còn một tháng thì gặp mặt một lần. Chắc là anh đi thì chắc cô chú cũng nhớ anh nhiều ở đây. Đúng vô không? Nhiều. Khóc hoài chứ nó kêu thôi ráng nó còn ở đây đi thăm nó. Đi xa rồi đâu có khả năng để mình đi thăm nó đâu. Đây mình còn đi đa được, còn nó dạng nó tội nó nặng quá. Nó đi biết nào mình mới gặp nó được. Chỉ có tiền gỡ bưu điện gỡ lên chạy nó thôi đâu có thăm nó được. Lần trước Thu Quyên có đến đây thăm cô một lần và cũng không có gặp chú. Hôm nay thì gặp chú thì cũng sẽ thông báo với gia đình mình một cái tin vui là sau lần đầu tiên Thu Quyên đến thăm cô thì cũng có những cái mạnh thường quân đã liên hệ đến kênh và giúp đỡ cho cô một cái khoản để cô có tiền mua thuốc này, và cái thứ hai nữa là cái bảo hiểm lần trước nữa, không biết là cô thiếu đủ sao thì người ta vẫn gửi cho cô để giúp cô thêm. Thu Quyên xin đọc tên các mạnh thường quân đã liên hệ đến kênh và giúp đỡ cho gia đình cũ. Và thứ nhất là có chị Thủy ở Cần Thơ gửi gia đình 500.000, thứ hai là có một chị ở Hóc Môn gửi gia đình 500, thứ ba là có anh chị Quang Trúc ở Canada gửi cô chú là 1.000.000, và thứ tư là có ông bà Bằng ở Canada gửi cô chú là 1.000.000. Và thứ năm là có anh chị Cường Chi ở Canada gửi cô chú 1.000.000. Tổng số tiền là 4.000.000. Ở đây thì Thu Quyên xin gửi cho cô. Con gửi cho cô 1.000.000 ạ. 2.000.000. 3.000.000. Và 1.000.000. Cảm ơn những người mạnh thường quân giúp đỡ cho cô. Có tiền để mua thuốc uống rồi. Như xây sở hàng ngày rồi ăn uống rồi. Cũng thay mặt cảm ơn hết mạnh thường quân. Không biết cô nhận được số tiền này có vui không? Vui chứ.
Trước đây là có ngoài tụi con ra thì có ai ai mà mạnh thường quân nào tới giúp cô giống vậy không ạ? Không, đâu ai giúp vậy đâu. Đâu ai biết đâu. Coi như mới đây thôi, mới biết đây thôi. Mới biết cái này thôi chứ đâu biết ai đâu, đâu ai cho. Những cái lúc khó khăn thì mình có nhờ được ai để tiền hay là giúp khó đỡ? Khăn thì đi xin chị em người ít ít gì đó. Chị em cho mấy trăm thôi. Rồi gom lại đi mua thuốc uống. Với hoàn cảnh của cô cũ quá thì Thu Nguyên tới thăm cô. Cô cũng thấy mỗi lần tới thăm thì thấy cô cũng có vẻ là khỏe mạnh này, tươi vui này. Con cũng mong á, thì nếu có duyên thì những lần sau con tới thăm cô luôn thấy cô Út là vui vẻ, rồi sức khỏe là nó không có tiến triển xấu hết, nói chung là giữ một cái sức khỏe tốt để chống chọi lại với bệnh và cái tinh thần nữa. Con nghĩ là không những con mà rất là nhiều người đều khâm phục cái tinh thần của cô và chúc cho cô thật là nhiều lời chúc. Thu Quyên cũng không dài dòng nữa mà bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi, buổi trưa rồi thì Thu Quyên cũng xin tạm dừng clip ở đây và chào tạm biệt cô chú. Thu Nguyên xin chào cả nhà.